Cái đó thì các bạn cần phải cái cây phôi nè, các bạn ngâm cho nó đủ cái độ, cái rễ của cây này nè bạn, mình ghép cho cái cây bự ở bên trên. Rồi, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng của mình các bạn ơi. Các bạn thân mến, thì ở những video trước mình có nói là mình đem một cái cây phôi về rồi mình ngâm thuốc kích thích cho nó, rồi sau đó thì mình sẽ ghép rễ. Nhưng mà các bạn cũng muốn biết và mình ghép rễ như thế nào các bạn, để cho cây mai nó đảm bảo một cái sức sống. Thì sẵn trong cái video kỳ này mình có đem về một cái cây mai các bạn. Cây này thì nó cũng không lớn ha, cây cũng nhỏ thôi, cây này cũng khoảng 4 ngoài 3 mấy, không lớn, không như đó, không có lớn. Nhưng mà thôi thì sẵn có một cái cây phôi như thế này nè, để nó cũng rất là ít xịu đó, thì mình cũng tiến hành ghép rễ cho nó bạn, để đảm bảo cái sức sống cho nó. Thì sẵn mình làm mình cũng sẽ quay một cái clip nhỏ ngắn để mà chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình ghép rễ ha. Để chuẩn bị ghép rễ đó thì các bạn cần phải cái cây phôi nè, bạn ngâm cho nó đủ cái độ, tức là giống như cái thời gian trước mà mình có nói đó, tức là mình sẽ ngâm khoảng 48 tiếng các bạn, ngâm thuốc kích thích. Thuốc kích thích này thì mình sử dụng là Atonic rồi cơm khác, hai thứ. Nếu mà mình kích thích hai cái loại này, mình pha hai loại này mình kích thích thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn đó. Sau khi mình ngâm được 48 tiếng rồi thì mình lấy cái cây phôi ra và mình chuẩn bị ở đây, ở đây mình chuẩn bị những cái cây mai nhỏ nè, không lớn, nó cũng có tí xíu à. Mình chuẩn bị đây, chuẩn bị nè, rồi mình sẽ lấy cái phần cái rễ của cây này nè bạn, mình ghép cho cái cây bự ở bên trên. Rồi sau đây thì các bạn sẽ cùng xem thật chi tiết ha. Mưa quá các bạn ơi, ngay đợt vô ngay đợt bão luôn, khỏi phải xử lý gì cũng luôn các bạn. Còn mình không có cây nào mà nó bằng cái trồng nhang hết trơn, mình thử ra mà đứng cuộc mình phải lấy cái cây bự nè. Ghép cho nó. Chậm đi các bạn, theo dõi nó dễ. Cắt mấy cái này ra. Chất trồng này nó cũng xấu các bạn, thử ra mình cũng vũ bớt luôn. Quá trời cũng bóng lên. Đóng rễ. Cho nó bớt nặng, mình ghép nó dễ, còn nặng quá thì mình ghép rất là khó ha. Thì cái phần này nè, các bạn chừng nữa bạn ghép rồi, bạn ghép
cái mặt này vô đây nè, vô cái mặt rễ lớn. Thành thử ra là chúng ta cũng sẽ cắt cho nó nhát luôn, cắt trước đi, một lát nữa mình lấy cái dao mình gọt lại. Đó, thì cái phần này thì mình tính là mình định mình sẽ ghép nó như vậy nè. Đó, đây thì nó nằm đây, mình thử ra là mình cũng gọt cho con này luôn. Này cũng vậy, này thì chừng nữa mình sẽ ghép nó như vậy nè. Đó, đưa mặt này vô, thử ra là mình sẽ gọt cái mặt dưới này. Thì đối với cây này các bạn thì mình sẽ ghép hai cái bo, hai cái rễ hai bên đây nè các bạn. Mình ghép hai cái rễ hai bên đây để cho nó dễ ghép các bạn. Mình ghép thì mình chịu khó mình gọt cái mặt nó một cái. Gọt xương xương luôn các bạn ơi. Thử bớt mấy phần da chết nó ra nè. Gọt cái phần này cho nó mịn cái mặt các bạn. Cũng giống như mình ghép cái phần bò thôi, bò trên thân cũng giống như vậy. Cái bò thì nó nhỏ, nó gọn nha bạn, còn ghép này nó hơi lớn. Ướm thử, mình lấy cái này nè, ướm vào đây, mình cắt nó vừa với cái rễ thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cắt xong, quay lên cắt lại. Bằng lấy cái mũi dao bằng tách nè, tách cái da nó nhẹ nhàng tách lên từ từ. Tách cẩn thận để nó gãy bạn. Thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn các bạn ta ghép bằng cả cái bầu luôn, bằng cây nhỏ. Chắc lẽ là đợi cái bật đi, cây này cũng béo quá nè. Thì mình đã gọt cái mặt nó rồi đó, giờ mình gỡ lên đưa nhẹ. Vậy là xong rồi đó, xong một cái rồi đó hai bạn. Rồi các bạn lấy cái phần cái đen đó, cố định nó lại. Để em thôi các bạn lắc tới lắc lui cho nó gớt để luôn đi rồi. Cố định nó lại.
đầu mình kéo lên trên. Nguyên nhân là kéo lên trên là để cho nó có cái đường để bên kia mình còn ghép được thêm một cái rễ này. Không có cái gì trên. Còn một lát nữa thì là mình sẽ quấn nó lại cho nó kỹ ha. Giờ tới phía bên này. Mưa quá các bạn ơi, mưa rút rắc thì rã đi rã quá trời luôn. Phần này thì mình cũng làm tương tự như phần bên kia các bạn. Cạo mỏ đi, cạo mỏ cái lớp nhanh chết đi. Cây càng lớn càng khó ghép. Cái rễ này á, các bạn chịu khó các bạn nhúng vô cái dung dịch mà chắc trong á. Ý định của mình hồi nãy khác, bây giờ nó khác rồi bạn. Thay đổi hoàn cảnh, mình cũng phải thích nghi thôi. À, mình cũng gọt. Cho nó mịn cái mặt. Mình ghép vô nó dễ. Giờ mình đưa vô đây mình ướm nó thử một cái. Tách ra cách từ từ nha các bạn, không có làm vội được, cái thao tác này phải từ từ. Bên đây các bạn lận một cái nhẹ và bên kia các bạn lận lên. Ở bên này một chút, bên kia một chút. Trong cuộc đời mình á, có những chuyện á mình phải rất là vội, nhưng mà có những việc mình phải tặng màng tỉ mỉ các bạn, bởi vì vội nó không mang đến cái hiệu quả.
không chỉ là trong mình làm việc thì mình luôn có một cái tư duy, một cái ý thức rằng mình phải luôn luôn cải tiến, học hỏi các bạn. Và tất cả cái công việc này, tất cả những cái kỹ thuật này nó đều thông qua cái quá trình học hỏi của bạn bè các bạn. Rồi mình thử nghiệm. Thì sự ra thì học hỏi mà mình không thử nghiệm thì những cái học hỏi của mình nó chết các bạn. Học hỏi và ứng dụng, đó là cái nguyên tắc để mà cái học của mình nó trở nên sống động. Và thực tế cũng giống như các bạn học sinh vậy đó. Các bạn học làm văn mà các bạn không có tập làm những cái bài văn đó, thì dần dà kỹ năng làm văn của các bạn là nó mất hết rồi. Vì thế là các bạn phải thường xuyên các bạn làm, bạn viết, bạn viết văn. Và một trong những cái mình mong mỏi các bạn học sinh của mình đó là phải viết nhật ký. Thì các bạn đút vào cho nó vừa với cái mí thôi, bạn để vào đặt vào cho nó vừa với cái mí. Ban đầu làm cái gì nó cũng khó khăn hết các bạn, nhưng mà dần dần nó trở thành một cái kỹ xảo thì nó sẽ rất là dễ. Các bạn học sinh mà học ngôn ngữ văn á, toán, ngôn tiếng Anh gì cũng vậy, chúng ta không có thực tập, chúng ta không có làm quen với nó, dần dần ở chúng ta không có quên hết kiến thức. Thế thì chúng ta phải, ngoài việc học lý thuyết ra, chúng ta phải năng nổ làm thực hành. Thì cái kiến thức mà mình học nó sẽ trở nên rất là sinh động. Người thầy chỉ là người dẫn đường các bạn. Người thầy chỉ là người dẫn đường. Còn cái chuyện mà mình đi không á, nó là do cái người học sinh các bạn, rất là nhiều. Ông thầy ổng cố tình ổng dẫn, ổng nhiệt tình ổng dẫn mà các bạn học sinh không có đi thì cũng bó tay. Không đến đâu được các bạn. Con em mình nó học tốt thì đòi hỏi là gia đình phải giúp quan tâm cho con, chỉ lỡ cho con, còn nếu không là các em nó cũng lười, là tấm lười như các em nó nhiều lắm. Và rồi thì các em cũng không có thể nào mà tập trung vô cái việc học cách tốt nhất đâu. Ghép rễ cho một bên rồi đó các bạn. Nhưng mà các bạn, cái phần còn lại, mà còn lại thì cái phần còn lại các bạn, còn lại thì cái phần bên kia thì mình cũng sẽ tiếp tục mình ghép, cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà để tránh mất thời gian với các bạn thì video của mình đến đây là kết thúc. Rồi thì các bạn xem lại một lần nữa về những cái rễ mình ghép này. Thì mình ghép rồi thì mình, sau khi mình quấn vô thì nó cứng à, cứng nha các bạn. Thì và các bạn phải đảm bảo là các bạn cho nó cứng nha. Bạn phải bắt những cái vòng mà nó nằm ở trên này.
để cho cái rễ nó cứng, nó cố định. Và ở phần bên trên này nè, nó phải thật sự là nó khít để cho nước nó không có lọt vô trong này, nó chảy ra đây hết, nó không có lọt vô trong này. Và cái phần mắt ghép này nó sẽ mau chóng nó làm da, nó kích thích để nó nuôi cho cái cây này tốt hơn. Mình nghĩ rằng là với những cái gì mình, những cái rễ này mình cung cấp cho nó đó, thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Nếu các bạn còn chưa biết kỹ thuật này ghép rễ làm sao nữa đó, thì thông qua cái video clip này, mình mong muốn rằng là các bạn sẽ biết rõ hơn về kỹ thuật ghép rễ, và các bạn sẽ thành công hơn trong cái việc nuôi cái phôi, đặc biệt là ngoài núi các bạn. Các bạn xem video cũng nhớ ấn vào đăng ký kênh ha, để ủng hộ kênh của mình. Nếu mà thấy video hay và hữu ích thì các bạn nhớ ấn vào like cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Thương ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn nha.